xin chào, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Điểm hẹn sức khỏe. Dạ vâng, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Và Như ý tin chắc rằng chương trình ngày hôm nay sẽ vô cùng hữu ích và mang lại nhiều cái kiến thức hữu ích cho quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có những cái câu hỏi nào mà cần bác sĩ giải đáp thì mình cứ để những cái thông tin lên khung chat, thì Như ý sẽ thay mặt ban tổ chức sẽ chuyển câu hỏi đến bác sĩ để giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị trong chương trình ngày hôm nay luôn nha. Dạ vâng, thì hiện tại là tình trạng mà đau lưng, mỏi cổ, vai gáy là cái bệnh lý thường gặp. Và hầu hết thì trong đời sống sinh hoạt của mình thì cái bệnh lý này nó đã trở thành một cái người bạn đồng hành đối với dân văn phòng ngày nay. Triệu chứng đau mỏi cổ, vai gáy lâu ngày thì sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng là đau nhức mỏi vô cùng khó chịu và gây những cái biến chứng và những cái bệnh lý rất là nguy hiểm như là thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đĩa đệm. Thấu hiểu những cái bệnh lý gặp phải trong chương trình ngày hôm nay thì Như ý cũng xin phép được giới thiệu chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó là chủ đề đau lưng, mỏi cổ, vai gáy, chữa ngọn hay chữa gốc. Như ý xin được trân trọng giới thiệu thì ngày hôm nay chương trình mình sẽ có sự đồng hành chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Kevin Trịnh, hiện tại đang là trưởng trung tâm HMA, và đặc biệt cùng với sự tham dự của khách mời ngày hôm nay để có phần giao lưu chia sẻ về tình trạng mà hiện tại anh đang gặp phải. Dạ xin kính chào anh Trí và bác sĩ Kevin ạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Dạ vâng, Như ý chào anh Trí. Thì anh Trí mình có thể chia sẻ về hiện tại là mình đang công tác ở lĩnh vực nào và cái tình trạng của mình đang gặp phải là như thế nào để cho bác sĩ có thể giải đáp cho mình trong chương trình ngày hôm nay luôn được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của ý. Thì hiện tại anh đang công tác tại phòng chăm sóc khách hàng á, thì anh cũng làm bên bộ phận của văn phòng. Thì trong cái quá trình làm văn phòng của anh thì ngồi một ngày khoảng 8 tiếng trước máy tính á, thì anh cũng thường hay mắc phải cái tình trạng đó là đau mỏi căng cái vùng vai gáy rất là nhiều. Thì em cũng xin nhân đây hỏi bác sĩ á, là không biết là cái nguyên nhân do đâu mà em thường hay bị những cái triệu chứng giống như vậy á bác sĩ? Nhân tiện câu hỏi của em, dạ, thì hôm nay bác cũng mong em và quý vị khán giả cho bác đi câu chuyện đến từ đầu đến đuôi cho mọi người hiểu nó ngõ ngành. Như thế này, tức là chúng ta biết là trong cuộc sống thì cái yếu tố mà cân bằng và thăng bằng nó tồn tại trong mọi khía cạnh cuộc sống. Ví dụ chúng ta làm việc thì chúng ta phải có nghỉ ngơi, chúng ta thức khuya chúng ta phải có ngủ bù, thì các cái cơ nó cũng vậy. Tức là ở xung quanh một cái khớp chúng ta, chẳng hạn như khớp gối hoặc là khớp khuỷu cũng vậy, luôn luôn tồn tại rất nhiều cơ chi phối vận động cho một khớp chứ không phải là một cơ. Cho nên các cơ này nó phải giữ được trạng thái cân bằng thì cái khớp nó mới chỉnh chu được, nó mới không lệch vèo, nó mới không chèn ép, không gây đau. Thế thì trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta lao động, chúng ta học tập, làm sao chúng ta có thể giữ cân bằng được cho 30 cái cơ trong vùng, chẳng hạn như cho cái vùng đùi chúng ta như vậy, thì tất nhiên có một cái cơ chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn do chơi thể thao, do thói quen vận động hay là cho tư thế xấu. Thì khi đó các cơ nó không còn cân bằng nữa thì nó sẽ gây các cái khớp là mất trọng tâm ha, mất cân bằng trọng tâm, gây lệch vèo khớp rồi gây chèn ép, gây đau. Thì hôm nay nhân tiện nói về cái câu chuyện cổ vai gáy thì chúng ta biết một cái khớp có nhiều cơ chi phối thì cổ vai gáy là nó cả một vùng cơ thể, nó lại càng nhiều cơ chi phối nữa. Thì cơ thể chúng ta nó có một cái rất là hay nhưng mà nó cũng là một cái dở. Cái hay của chúng ta là cơ thể chúng ta có khả năng tự thích nghi, nhưng mà cái thích nghi này đôi khi nó lại một cái dở. Nếu mà thích nghi nó không đúng trong trường hợp này, bác nói ví dụ bây giờ em giả lập em đang ngồi tư thế văn phòng để bác giải thích cho quý vị khán giả xem. Đó, thì khi mà em ngồi văn phòng như thế này, nếu mà em ngồi ít thì nó không vấn đề gì, nhưng mà em ngồi lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, trong nhiều năm thì cơ thể em nó sẽ hiểu đây là cái tư thế đúng của em, cho nên nó sẽ thích nghi. Tức là các cơ đằng trước nó sẽ dần dần nó co ngắn lại cho cái tư thế này ha, làm cho cái lồng ngực mình dần sẽ là cái vai cong ra trước, từ tư thế mình ngồi đánh như này nè, rồi ha, rồi cái cổ mình sẽ nhô ra trước giống như cổ rùa ha, rồi cái đầu mình sẽ đưa ra trước. Thì các nghiên cứu học đã chứng minh là khi mà chúng ta đưa cái đầu ra trước 5 cm thì cái trọng lượng đầu chúng ta đã gấp 3 lần. Tức là cái đầu chúng ta trọng lượng nét là chỉ có 5 kg thôi quý vị khán giả. Khi mà chúng ta đưa ra trước 5 cm thì khi đó trọng lượng cái đầu chúng ta sẽ tạo với cái cổ thành một cái đòn bẩy. Lúc đó cái đầu thực sự chúng ta lại cân nặng tới 15 kg. Các cái cơ vùng cổ phải chịu cân nặng 15 kg. Và khi chúng ta cúi như thế này và chúng ta ngồi chúng ta dùng điện thoại như thế này, tức là cái đầu chúng ta đưa trước còn hơn 7,5 cm. Tức là khi đó chúng ta phải
cõng một cái trọng lượng là 19kg trên đầu, tức là tương đương một đứa trẻ đang ngồi trên đầu chúng ta, 5 tuổi ngồi trên đầu chúng ta mà chúng ta không hề biết. Thì để bác nói thêm vùng cổ bé gái thì các cơ đằng trước nó sẽ co lại ha, rồi các cơ sau nó sẽ giãn ra, thì chúng ta sẽ có cái vai cong, rồi lưng gù, rồi đầu nhô ra trước. Và khi cái tình trạng này mất cân bằng diễn ra nghiêm trọng thì nó sẽ là giọt nước tràn ly, gây tình trạng đằng trước là đau, là co cơ liên tục sẽ mỏi, đằng sau là bị căng cơ liên tục sẽ căng, đau căng mỏi cổ vai gáy do tình trạng mất cân bằng cơ. Và mất cân bằng cơ đó là tình trạng mà đau căng mỏi cổ vai gáy phổ biến nhất ngày nay, còn gọi là bệnh thời đại. Chúng ta còn có các cái khác, nguyên nhân khác gây đau căng mỏi cổ vai gáy như là thoát vị đệm, thoái cột sống hoặc là u bướu, nhưng mà trường hợp này sẽ rất ít, tới 90% chúng ta là đau căng mỏi cổ vai gáy do cái cơ học cơ năng, tức là do cơ nó co kéo và mất cân bằng. Đó là nguyên nhân chính gây đau căng mỏi cổ vai gáy thời đại ngày nay. Thì không biết là trong cái quá trình mà làm việc vậy thì mình có cái phương pháp nào á, kiểu như là để phát hiện sớm không bác, hay là phải đợi tới lúc mà em đau rồi á thì mới bắt đầu điều trị hoặc là thăm khám? À, tức là như bác nói hồi nãy, tức là đau, tức là cái tình trạng nó diễn ra trong nhiều năm và cái triệu chứng đau là cái giọt nước tràn ly của tình trạng mất cân bằng cơ ha. Thì chúng ta có thể phát hiện sớm bằng cách là khi mà chúng ta nhìn nghiêng á, thì chúng ta thấy có tình trạng là thứ nhất là cái bờ vai cong ra trước, cái vai sệ xuống, cái cổ nghiêng ra trước và cái đầu nhô ra trước khỏi trục cơ thể như thế này, là chúng ta hiểu là chúng ta đang mất cân bằng vùng cơ thân trên, là bao gồm cổ vai gáy. Thì có thể lúc này là triệu chứng nó chưa phát, tùy vào cơ địa có thể triệu chứng nó chưa phát, nhưng mà chúng ta đang mắc cái triệu chứng là mất cân bằng cơ thân trên, tức là gọi là hội chứng chéo trên đó. Thì khi này chúng ta có nên có những cái vận động hoặc là có những cái bài tập phù hợp để chúng ta ngăn ngừa tình trạng nó tăng nặng. Còn nếu mà chúng ta đợi nó đau rồi thì tất nhiên nó là giọt nước tràn ly, và lúc đó không những là đau căng mỏi cổ vai không, đau căng mỏi cổ vai ấy không, mà chúng ta đi khám, chúng ta chụp X-quang có thể nó đi kèm luôn cả cái thoái hóa cột sống, có thể kèm luôn cả thoát vị đệm ngay thời điểm đó rồi. Sẵn đây bác có chia sẻ về tình trạng là dân văn phòng thì sẽ mắc phải những cái căn bệnh đau cổ vai gáy á bác. Dạ thì như ý xin phép được hỏi thêm là về cái đối tượng mà mắc phải cái chứng bệnh là đau lưng mỏi cổ vai gáy thì có phải chỉ tập trung vào nhóm là văn phòng là nhiều không bác, hay là mình sẽ còn lan rộng ra những cái đối tượng nào khác nữa ạ? Đây là một câu hỏi khá là thú vị, tức là dành, tức là cái bệnh đau căng mỏi cổ gáy người ta gọi là bệnh thời đại. Bệnh thời đại là sao? Tức là nó xuất phát từ khi chúng ta biết ngồi làm văn phòng, chúng ta ngồi làm việc trên máy vi tính, và đặc biệt là khi chúng ta ngồi bấm điện thoại. Bấm điện thoại nó còn nguy hiểm máy vi tính. Máy vi tính là chúng ta còn nhìn nghiêng này, bấm điện thoại chúng ta nhìn xuống luôn. Tức là khi đó là cái đầu, cái cổ nó thành cái đòn bẩy với cái đầu, tức là cái cơ cổ nó phải chịu một cái trọng lượng 19kg như một đứa trẻ 5 tuổi ngồi trên đầu của mình. Thì nó sẽ gây tình trạng đau căng mỏi cổ vai gáy. Thì dân văn phòng là chiếm đa số cái tư thế ngồi như thế này, nhưng mà không phải là chỉ dân văn phòng mới bị. Chúng ta có thấy là tư thế ngồi chúng ta có thể gặp nhiều, chẳng hạn như học sinh sinh viên đang ngồi bấm điện thoại còn ác liệt nữa. Thật ra cái ngày nay là cái việc mà đau căng mỏi cổ gáy nó càng ngày nó càng trẻ hóa, rất là trẻ mới đau, ngày xưa là lớn lớn mới đau, bây giờ là nhiều khi là các bạn mười mấy tuổi cũng đau căng mỏi cổ gáy mà cũng bị cái tình trạng cổ rùa rồi lệch vẹo cái thân trên, ví dụ như vậy ha. Còn tài xế mình cũng bị này, sinh viên cũng bị nè, tức là nó diễn giải chung cho một cái nhóm người mà thường xuyên ngồi lâu hoặc đứng lâu mà ít vận động, mà lúc đặt chân và chiếm đa số là dân văn phòng, cho nên là hay gọi là bệnh của dân văn phòng là như vậy, chứ còn không phải là chỉ dân văn phòng chúng ta mới mắc bệnh đâu, căng mỏi cổ vai gáy. Thì sau ngày hôm nay khi mà bác sĩ Kevin mở rộng ra cái thêm nhóm đối tượng á, thì chúng ta cũng biết thêm là người ta hay gọi bệnh đau mỏi cổ vai gáy là bệnh thời đại của dân văn phòng. Tuy nhiên là những cái nhóm đối tượng mắc phải thì không chỉ là nhân viên văn phòng, mà sẽ còn mở rộng ra các nhóm đối tượng khác. Nếu như mà chúng ta không có ngồi đúng tư thế nè, rồi chúng ta ngồi lâu cố định một thời gian dài thì cũng sẽ gây ra đau mỏi cổ vai gáy. Dạ vâng, thì qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta biết thêm những kiến thức này nữa đúng không quý vị? Dạ, vậy tiếp theo á, thì chắc Như Ý cũng xin phép hỏi là tình trạng của anh Trí á, mình đau mỏi cổ vai gáy như vậy á, thì mình có đi đến những cái nơi nào để mình có thể chữa trị những cái cơn đau nhất đó tạm thời, hoặc là mình có điều trị chữa tận gốc của cái cơn đau đó hay không ạ? Dạ. Chia sẻ với Như Ý với lại bác á, thì em cũng có tìm tới một số cơ sở y tế để kiểm tra với lại là chữa trị á. Thì trong giai đoạn đầu thì nó cũng hết, nó cũng khiến mình đỡ, nhưng mà thời gian dần dà thì các tư thế làm việc của mình nó không thay đổi, với lại lâu ngày thì nó cũng đau lại vào đó nữa, nó cũng sẽ tiếp tục đau nữa bác.
thì cái này không biết là nó có dứt được không, hay là mình sẽ phải kết hợp với tập luyện hàng ngày hay sao hay bác? À thế này, tức là như lúc đầu bác đề cập, đây là tình trạng mất cân bằng cơ thân trên. Tức là nếu mà chúng ta đi các cái nơi khác chúng ta khám bệnh, thường thường là chúng ta sẽ được chẩn đoán là thoái cột sống cổ hoặc là thoái vị đĩa đệm, và chúng ta sẽ được một vốc thuốc về uống trong một tháng, ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta đi massage, thì bác sĩ nói là như thế này: nếu chúng ta dùng thuốc giảm đau giãn cơ, tức là toàn bộ cơ trên cơ thể chúng ta đều giãn, tức là kể cả những cơ mạnh cơ yếu đều giãn hết, tức là những khi đó là những cái chèn ép, những cái lịch vẹo nó sẽ được giải phóng tạm thời, cho nên mình có cảm giác bớt. Nhưng mà chúng ta là phải biết là nó chỉ che mờ triệu chứng thôi, chứ nó không thể nào, nó thuốc không thể nào làm cho cái cơ mạnh bằng cái cơ yếu, cái cơ dài bằng cái cơ ngắn để tái lập cân bằng cho mình vậy. Không những là thuốc mà kể cả máy móc hiện đại cũng vậy, nó chỉ giúp giãn cơ mà thôi, chứ không thể nào tái lập sự cân bằng. Và ngay thì đó là cái, hoặc là chúng ta đi massage. Chúng ta đi massage thì sao? Người ta sẽ làm bằng tay, massage bằng tay, hoặc chúng ta họ là chiếu đèn, hoặc họ chườm nóng, thì khi đó là họ làm cả một cái vùng đó của chúng ta, vùng cơ thể của cổ vai gáy chúng ta đều giãn cơ hết, thì chúng ta cũng sẽ bớt chèn ép, bớt dễ chịu ha. Xin lỗi, cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà chúng ta sau này chúng ta phải hiểu là cái mất cân bằng cơ nó vẫn còn tồn tại đó, thì nó cứ âm thầm nó tiến triển. Và khi mà chúng ta thấy là cái cơ của cơ thể mình nó rất là mạnh, xin thưa quý vị, là rất là mạnh, tức là thưa quý vị như thế này, tức là chúng ta có một bộ xương, nếu mà không có cơ, chúng ta dựa vào tường, cái bộ xương nó còn đổ mà. Nhưng mà khi chúng ta, một cơ thể có bộ xương, cũng bộ xương đó mà chúng ta gắn các cơ vào thành một cơ thể hoàn chỉnh, chúng ta có thể khiêng được 2-3 bao lúa, 2-3 bao xi măng, chứng tỏ cái cơ chúng ta vô cùng mạnh, chứ không có yếu. Tức là khi mà xảy ra cái hiện tượng mất cân bằng cơ hoặc là hiện tượng co kéo cơ, thì nó sẽ làm cho cái khớp ha, nó bị chèn ép, và cái trọng tâm khớp hoặc là cái đĩa đệm đó, cái áp lực nội địa nó tăng lên rất là mạnh, nó gây phình đĩa đệm hoặc là lồi đĩa đệm ra, thì bệnh cứ âm thầm tiến triển như vậy nếu chúng ta không điều trị. Còn bác nói thêm là để cho quý vị hiểu như thế này, bác nhắc lại là thuốc thì làm giãn cơ toàn bộ cơ thể, hoặc chúng ta đi massage, chúng ta đi sóng ngắn, chúng ta hồng ngoại ha, thì nó sẽ làm, hoặc là máy móc nó sẽ làm giãn cơ một vùng cơ thể, nhưng mà tất cả đều là chữa triệu chứng, đều là chữa phần ngọn, còn cái mất cân bằng cơ quý vị vẫn còn tồn tại đó, cho tới khi nào quý vị tái lập được cân bằng cơ, tức là quý vị phải làm cho cái cơ mạnh bằng cái cơ yếu và cái cơ dài bằng cái cơ ngắn, thì cái khớp đó hoặc là cái vùng cơ thể đó mới trả lại được trạng thái cân bằng cơ và không bị lệch vẹo, không bị chèn ép, và bệnh nó sẽ không tiến triển nữa. Dạ, thì thông qua phần chia sẻ của bác sĩ á, thì Như Ý cũng có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ đầu chương trình tới bây giờ của quý vị khán giả. Dạ vâng, thì chắc sẵn bác sĩ đang chia sẻ về cái việc điều trị đau mỏi cổ vai gáy bằng thuốc hay là tập luyện để ý mình có thể chữa ngọn và chữa tận gốc. Dạ, dạ vâng, thì Như Ý có nhận được một câu hỏi của chị Kim Trang. Thì chị hỏi là: bác sĩ ơi, cho em hỏi là ngoài tập ra thì mình có thể dùng thuốc hoặc là loại thực phẩm chức năng nào hay không? Dạ, để hỗ trợ cho cái việc là mình tái tạo lại cân bằng cơ hay không hả bác sĩ? Dạ. Như bác sĩ mới hồi nãy xong. Dạ. Tức là mất cân bằng cơ đã xảy ra, nó không phải xảy ra ngày hôm qua mà tích tụ ngày này qua ngày khác, do cơ thể nó thích nghi với cái tư thế của mình. Dạ. Thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là một cơ mạnh, một cơ yếu và một cơ dài, hoặc là cơ dài cơ ngắn. À, thì không thể nào giải quyết bằng thuốc được. Khi mà chúng ta uống thuốc thì là tất cả các cơ đều giãn ra hết, chứ không phải là cơ mạnh nó mới giãn, cơ yếu nó không giãn. Dạ. Cho nên là không có sự tái lập cân bằng ở đây. Hoặc là chúng ta đi massage, chúng ta đi làm vật lý trị liệu thông thường, hồng ngoại, sóng ngắn, là chúng ta sẽ đều làm toàn bộ cái cơ của cái vùng đó nó giãn ra hết. Cho nên người bệnh sẽ thấy là mọi thứ đều nới lỏng hết, bớt chèn ép, bớt đau, cảm giác là dễ chịu, cảm giác là nó khỏi bệnh, nhưng thực chất là nó không. Nó chỉ là làm cho cái chữa cái phần ngọn thôi, tức là giúp giãn cơ và cảm thấy dễ chịu thôi. Chứ còn mất cân bằng cơ nó vẫn cứ âm thầm tiến triển, tại vì chúng ta vẫn duy trì cái tư thế đó mà. Yeah. Chúng ta đâu có thay đổi đâu, hoặc là chúng ta đâu có tập, hoặc chúng ta đâu có chữa trị để tái lập cân bằng đó đâu. Thì nó vẫn cứ âm thầm tiến triển, và một ngày nào đó nó sẽ tiến tới là chèn ép mõm cùng vai, rồi rách cơ trên gai, rồi thoái hóa cột sống cổ, rồi thoái vị đĩa đệm của sống cổ ha, rất là nhiều thứ đi kèm, và bệnh nó càng ngày càng nặng lên, và cái chữa trị sau này càng ngày càng tốn kém hơn. Cho nên là không có phương pháp nào mà giúp chúng ta tái lập cân bằng cơ bằng phương pháp điều trị hiệu chỉnh cơ xương khớp và tái lập cân bằng cơ, khám và phát hiện ra các cái vùng mất cân bằng và tái lập cân bằng nó.
Cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Thì thông qua phần chia sẻ của bác sĩ thì chắc Như Ý cũng sẽ phần nào hiểu rõ là khi mà mình bị đau mỏi cổ vai gáy thì thông thường thì các anh chị mình vẫn hay đi đến những cái nơi mà mình chữa trị tạm thời đó. Ta hay gọi là mình có thể massage để giảm bớt cái cơn đau trong lúc đó. Tuy nhiên á, đó chỉ như bác sĩ Kevin nãy giờ có tư vấn á, nó chỉ là chữa phần ngọn thôi. Khi mà chúng ta chữa phần gốc á, thì chúng ta cần phải đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể là trị tận gốc cái cơn đau đó, nó sẽ không có tái lại. Dạ vâng, thì trong cái chủ đề ngày hôm nay luôn thì là có liên quan về đau lưng, thì Như Ý cũng nhận được một câu hỏi từ quý khán giả là hỏi là nếu như mà trường hợp mình bị đau lưng kinh niên á bác sĩ, thì mình điều trị các cái phác đồ điều trị của mình như thế nào, có lâu dài và có chữa được tận gốc không bác sĩ? Như thế này, đau lưng á, thường là đau cái cột sống thắt lưng, tại vì cột sống thắt lưng là cái nơi mà nó nối thân trên với thân dưới ha. Thì như thế này cũng như là cái mà đau cổ vai gáy, tức là nó cũng chịu tác động của nhiều cái cơ, đặc biệt là cái khung chậu. Khung chậu là cái bệ đỡ cho cột sống thắt lưng. Thế thì trước đây người ta chỉ đề cập đó là đau thắt lưng hoặc là thắt vị đệm hoặc là thoái hóa cột sống thắt lưng. Người ta không có khái niệm là khung chậu nghiêng, khung chậu xoay trước, khung chậu xoay sau. Thì như chúng ta biết là cái móng của cái nhà nếu mà nó nghiêng thì cái nhà thì sao? Cái nhà nó phải nghiêng. Mà cái nhà nếu mà chúng ta cố gắng bẻ thì cái con người không phải là cái nhà. Thì khi mà cái bệ nó nghiêng, chúng ta phải cố gắng điều chỉnh cái thân nó thẳng lại, thì chứng tỏ là chúng ta đã thay đổi cái độ cong của cái cột sống ngay tại cái điểm đó. Tức là thay đổi cái lực uốn, thay đổi cái lực nén tại cột sống thắt lưng đó, để chúng ta điều chỉnh cái tư thế nó thẳng lại. Nhưng thực chất nó đang cong, đúng không nào? Thì khi đó nó sẽ gây ra các cái thay đổi áp lực và mất cân bằng cơ, nó sẽ gây đau căng mọi cơ, và thậm chí là gây càng ngày, đúng chúng ta nói, để càng lâu sẽ gây tới thoát vị đệm, cột sống thắt lưng. Đó đều hết sức là bình thường. Bác nói ví dụ cái cột sống thắt lưng chúng ta có cái đường cong sinh lý ưỡn như thế này. Thế nhưng ở một số người khung chậu xoay sau, khung chậu xoay sau thế này, đường cong sinh lý như thế này, khung chậu xoay sau này, thì tất nhiên nó làm sẽ làm cột sống thẳng ra. Và khi cột sống nó thẳng ra, nó mất đường cong sinh lý, thì khi chúng ta ngồi, chúng ta đứng là toàn bộ trọng lượng nó đều nén thẳng xuống cái cột sống thắt lưng, thì sẽ dễ gây thoát vị đệm. Đó, dễ gây đau do áp lực, tăng áp lực lên các cái khớp liên máu. Thì khi đó chúng ta điều trị, nếu chúng ta chỉ điều trị cơn đau thì nó vô nghĩa. Chúng ta lúc đó chúng ta điều trị muốn giết bệnh, muốn khỏi bệnh, chúng ta phải điều chỉnh gốc, chúng ta phải chỉnh lại cái khung chậu xoay trước, chỉnh cái khung chậu xoay sau về cái tư thế bình thường vốn có của nó, thì lúc đó cái cột sống mới trả lại cái đường cong sinh lý cột sống. Và khi chúng ta trả lại đường cong sinh lý cột sống thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề về mất cân bằng cơ, về mất cân bằng trọng tâm của cái khớp, đã chúng ta mới giải quyết được cả cái đau, và chúng ta giải quyết luôn được cả cái thoát vị đệm, ngăn không cho nó tiến triển nữa. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, thì giống như bác sĩ Kevin có chia sẻ, thì những cái cơn đau nhất khi mà chúng ta bị đau ở vùng lưng hoặc là đau ở mỏi ở vùng cổ vai gáy thì sẽ lâu ngày. Nếu mà những cái cơn đau đó nó liên tục kéo dài thì nó sẽ ra những cái hậu quả vô cùng khó chịu và làm cho mình mất cái tâm trạng nè, rồi mất cái động lực để mình có thể là mình đi làm việc cũng như là mình sẽ sinh hoạt trong đời sống hàng ngày luôn. Vậy thì bác sĩ Kevin có thể chia sẻ cho quý vị khán giả và Như Ý đây được biết là hiện tại là tại trung tâm HMA Phương Châu á, thì mình sẽ có những cái phương pháp nào điều trị để khác biệt so với những cái đơn vị khác để chúng ta sẽ áp dụng trong cái điều trị đau lưng mỏi cổ vai gáy này ạ? Xin thưa quý vị là như thế này, tức là trước đây cái vấn đề mất cân bằng cơ không phải là mới được đề cập đâu, mà đề cập đã từ rất lâu rồi, trong các sách cũ đều có đề cập. Nhưng mà cái phương pháp giải quyết thì chưa có, hoặc là chưa phát triển cái kỹ thuật chuyên sâu để giải quyết cái việc mất cân bằng cơ này. Cho nên là cái hệ thống y tế Việt Nam chúng ta là không có cái việc là mất cân bằng cơ, không có khái niệm mất cân bằng cơ. Thì cho nên là khi mà bác sĩ học cái phục hồi chức năng bên Mỹ, bác sĩ mới tốt nghiệp năm 2020 là ngay đỉnh dịch thôi, tức là kiến thức mới nhất bên Mỹ, họ dùng cái điều chỉnh cơ xương khớp này, họ tái lập cân bằng cơ để họ giải quyết gốc rễ cái vấn đề mà gây ra cái cơn đau, gốc rễ vấn đề mà gây ra cái thoái hóa khớp do nghiêng khớp, do mất trọng tâm khớp, hoặc là gốc rễ vấn đề để gây ra cái thoái hóa cột sống và thoát vị đệm. Thì bác sĩ mới thấy hay quá, bác sĩ ở bên đó thì cái bộ môn này ta đã phát triển bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, ai cũng đã áp dụng rồi, Mỹ nó không còn xa lạ gì, mà Việt Nam thì chưa có áp dụng. Cho nên là đó cũng là lý do mà bác sĩ đã quyết định trở lại về Việt Nam
và từ bỏ cái định cư bên Mỹ để về đây giúp đỡ mọi người. Thì thành ra bác sĩ rất muốn phát triển cái kỹ thuật này ở Việt Nam, cho nên là hiện tại nó còn hạn chế là hiện tại chỉ có trung tâm của Phương Châu chúng ta mới điều trị kỹ thuật này. Chứ trong tương lai thì bác sĩ muốn là các bệnh viện khác cũng được áp dụng kỹ thuật này, và cái chương trình đào tạo này cũng sẽ được đưa vào cái đào tạo hệ thống y tế của Việt Nam. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại quý vị khán giả cũng có một câu hỏi thắc mắc cần bác sĩ Kevin giải đáp, là em có nhận được câu hỏi từ anh Huỳnh Đức là em là nhân viên văn phòng thì thường xuyên tập gym thì cơ thể cân đối, mà mấy bạn nói em hình như là lưng bị gù và vai bị lệch. Dạ, thì không biết thì em làm như thế nào để khám và chẩn đoán ra để coi xem coi có giống như bạn đã chia sẻ hay không á bác. Dạ, dạ vâng ạ. Câu hỏi rất là thú vị của anh Huỳnh Đức ạ. Câu hỏi này nó cũng thật ra thì bác sĩ sẽ giải thích theo một chiều hướng rất là thú vị. Tức là chúng ta ai cũng biết là chúng ta khi mà chơi thể thao á thì cơ thể sẽ khỏe hơn, tập gym cơ thể sẽ đẹp hơn. Thì đúng là khi mà chúng ta chơi thể thao chúng ta sẽ khỏe hơn về tim mạch, về hô hấp, hoặc là tập gym chúng ta có thể là có những cơ bắp đẹp hơn. Nhưng mà chính cái chơi thể thao và cái tập gym nó mới gây ra mất cân bằng cơ nghiêm trọng nếu chúng ta không để ý đến cái việc tái lập cân bằng cơ. Thường nước ngoài là họ tập là họ phải tập cơ, phải tập cả cơ đối kháng để tái lập cái sự cân bằng cơ. Nếu chúng ta chỉ tập một cái cơ mà chúng ta không cần biết cái cơ, nhóm cơ đối kháng nó như thế nào, thì chắc chắn sẽ gây mất cân bằng cơ và cái khớp sẽ bị lệch ở bên đó, thì sẽ gây chèn ép thoái hóa khớp nha. Thật ra chúng ta lưu ý là chơi thể thao là luôn có sức khỏe, nhưng mà chúng ta phải lưu ý đến vấn đề tái lập cân bằng cơ trong vấn đề chơi thể thao. Tập gym cũng vậy ha. Chúng ta chỉ lo tập một cái cơ, hoặc là chúng ta lo tập những động tác như deadlift hay nâng tạ, thì chúng ta vô tình chúng ta tạo một cái áp lực rất là lớn lên cột sống. Thì chính cái áp lực này nó sẽ làm cho cột sống đè nén lên cái đĩa đệm và gây thoát vị đệm cho rất nhiều người trẻ. Tập gym, tập deadlift, tập nâng tạ, thoát vị đệm ngay từ lúc mười mấy tuổi đã thoát vị đệm, không phải đợi tới bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi như chúng ta thường gặp những ngày xưa. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những kiến thức vô cùng hữu ích dành cho, tại vì thấy hiện tại thì giới trẻ của mình vẫn hay rất là thích tập gym, vì tập gym thì mình sẽ có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh nè. Tuy nhiên là chúng ta sau buổi live stream ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nghe bác sĩ thông tin về những cái hữu ích khi tập gym, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý để tái lập cân bằng cơ như là bác sĩ Kevin đã chia sẻ nha. Dạ vâng, để tiếp theo thì chắc chúng ta sẽ quay lại với chủ đề của anh Trí ngày hôm nay ha. Dạ vâng, thì chắc cho Như Ý xin phép hỏi anh Trí là về cái tình trạng mà đau lưng mỏi cổ vai gáy của anh á, thì hiện tại là anh đã đến đơn vị nào để thăm khám chưa, và hiện tại là ở đó có tư vấn cái phác đồ điều trị cho mình như thế nào không, và anh có dự định là sẽ đến trung tâm HMA của bác sĩ Kevin, giống như hồi nãy bác sĩ Kevin nói là nó sẽ có cái sự khác biệt so với những trung tâm khác, là nó sẽ có về phần hiệu chỉnh cơ xương khớp. Dạ, thì anh có thể chia sẻ thông tin này đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay được không ạ? Thì thật ra nói với Như Ý là anh cũng có đến những cái cơ sở y tế để mà thăm khám với điều trị, thì họ cũng sẽ nói với anh là có những cái căng cơ hoặc là viêm cơ rồi này cái kia đó, rồi họ sẽ điều trị cho anh trong cái giai đoạn đó. Thì anh thấy nó cũng hết, nhưng mà nó sẽ không có duy trì được cái tình trạng mà khỏe khoắn nó lâu dài á. Cho nên là nghe bác sĩ Kevin ở đây giới thiệu về cái trung tâm HMA của mình á, thì thấy nó cũng thú vị nè, có nhiều cái mới lạ và cũng rất là tiên tiến từ Mỹ á, thì anh cũng sẽ dự định là cũng dự định đến trung tâm để xem là mình có được cải thiện về sức khỏe hơn hay không. Với lại em cũng xin hỏi bác sĩ là khi mà em đến trung tâm á, thì em sẽ được điều trị theo cái phác đồ hay là cái liệu trình nó như thế nào á bác sĩ? Với lại là sẽ có những cái gì mới hơn với những cái cơ sở y tế ở Việt Nam mình trước đây mà em đã từng điều trị á bác sĩ? Trước tiên thì em sẽ được tiếp cận một cái lý thuyết mới, lý thuyết khoa học mới của bên Mỹ mới nhất bây giờ. Cái tiếp theo đó là em sẽ được khám theo một cái quy trình mới. Tức là trước đây chúng ta thường bác sĩ là hỏi triệu chứng, hỏi bệnh sử, xong rồi chúng ta có thể làm vài cái test và chúng ta tìm cái điểm đau và khi đó là hết, đúng nào? Còn hoặc là sau đó thì chúng ta sẽ cho chỉ định thêm chụp X-quang để tham khảo thêm cái cận lâm sàng. Nhưng mà ngoài cái việc ở đây thì em sẽ được thăm khám thêm cái việc mất cân bằng cơ. Cái đó mới là quan trọng. Mất cân bằng cơ thì có thể như bạn Ý vừa hỏi đó, thì có thể biểu hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như là vai sệ, vai lệch, cổ nghiêng, cổ rùa, đầu nhô ra trước, rồi lưng gù, rồi khung chậu nghiêng, chân ngắn, chân dài. Đó là những cái mất cân bằng cơ mà nó có thể thể hiện ở bên ngoài. Và nếu như mình được đào tạo, mình có kinh nghiệm kết hợp với các cái
cái gọi là cái động tác mà cụ thể hoặc là cái hình dáng cụ thể giúp cho chúng ta phát hiện mất cân bằng cơ từng vùng, yeah. thì nó sẽ thể hiện ở bên ngoài bằng các cái hình chụp ở trên lâm sàng. Cho nên là em sẽ được thăm khám như ở bệnh viện khác, nhưng lại kèm thêm cái hình chụp các cái tư thế đặc biệt trên lâm sàng để bác sĩ phát hiện ra mất cân bằng cơ của mình ở vùng nào, vùng thân trên, vùng thân dưới, hay vùng chi dưới, hay vùng chi trên. Yeah. Ừ. Thế còn sau khi chụp xong rồi thì tất nhiên là chúng ta sẽ theo một cái phác đồ điều trị hoàn toàn là của Mỹ, giống như bác sĩ đã học bên kia. Yeah. Tức là một cái quy trình điều trị nó 4 bước theo cái phác đồ bên Mỹ ha. Trước tiên là chúng ta phải co cơ, cơ nào co chúng ta phải ức chế nó trước, rồi chúng ta sau đó chúng ta mới kéo. Tức là có nhiều người thích là giãn cơ, stretch cơ, nhưng mà nếu mà chúng ta stretch cơ mà ngay lúc vào cái cơ đang co đó, thời điểm nó đang co đó, thì là hoặc là trạng thái đang co, thì hai cái lực nó ngược nhau, nó sẽ gây được rách cơ, tổn thương, vi tổn thương ở cái cơ. Yeah. Nên chúng ta phải ức chế co cơ trước, không cơ nó không co, nó giãn ra là chúng ta bắt đầu kéo giãn cơ ra được. Rồi cái cơ nào mà nó đang bị yếu so với cơ đối kháng thì chúng ta phải tập mạnh nó lên để tái lập cân bằng cơ. Ở đây chúng ta hình dung là bác sĩ nói như vậy, bác sĩ nói hai cái cơ thôi cho nó dễ hình dung, chứ chúng ta hình dung ở một cái đùi chúng ta, một cái gối, một cái khớp háng. Yeah. Cái vùng này có tới trên 30 cái cơ, chúng ta phải khám và phát hiện tập cái cơ nào trong cái cơ đó, động tác nào cho cái cơ nào là cả một vấn đề chỉ có chuyên viên mới thực hiện được. Yeah. Thế sau cái bước tức là làm cho cái cơ mạnh nó giãn ra và tập cái cơ yếu cho nó mạnh lên bằng cái cơ mạnh, thì chúng ta có bước cuối cùng là chúng ta điều hợp nó lại. À, vậy chúng ta tái lập cái sự vận động thần kinh cơ lại cho nó học lại cái trí nhớ, cái bộ nhớ nó đúng, vận động cho nó đúng cái yếu tố thần kinh cơ. Thế thì chúng ta mới có bước điều hợp là bước thứ tư, thì chúng ta đó là quy trình điều trị 4 bước của bên Mỹ để tái lập cân bằng cơ. Thì bác sĩ cũng nói là cái khía cạnh mà cân bằng đó, nó tồn tại trong mọi khía cạnh cuộc sống, không phải riêng cái cơ đâu. Cái cơ nó cũng là một cái yếu tố cần cái sự cân bằng, tại vì nó có nhiều cơ chi phối cho một cái khớp. Yeah. À, và chúng ta phải tái lập sự cân bằng. Đây là một cái điều hết sức bình thường trong cuộc sống, tại vì chúng ta học tập, chúng ta làm việc thế nào chúng ta cũng có một cơ chúng ta dùng nhiều hơn, cũng có một tư thế chúng ta thường xuyên sử dụng nó, thì chúng sẽ gây mất cân bằng cơ. Đó là điều hết sức bình thường, nhưng không có phải là vấn đề gì mà nó sâu xa hay là nó khó khăn hết. Cho nên là chúng ta hiểu đây là một điều hết sức bình thường, và chúng ta điều trị nó cũng là điều hết sức bình thường. Quan trọng là có phương pháp để điều trị nó hay không thôi. Cái liệu trình của nó sẽ điều trị nó sẽ kéo dài lâu không bác? À, như thế này thì chúng ta cũng sẽ giống như các cái chỗ khác, thì chúng ta có thể cũng có thể chúng ta điều trị cái phần ngọn trước, chúng ta giãn cơ giúp cho bạn giảm đau trước, thì yeah. cái phần giảm đau nó cũng chỉ là 1-2 hôm là bạn sẽ hết đau ngay thôi. Yeah. Nhưng mà cái phần tái lập cân bằng cơ mới là phần quan trọng, giúp cho bạn là trở về cái trạng thái cân bằng như trước đây. Yeah. Hoặc là nó còn có một cái hay nữa này, cái hiệu chỉnh cơ xương khớp ngoài cái việc mà chữa đau, chữa cái vấn đề mà chức năng như là đau hay là giới hạn tầm vận động khớp, đúng không? Thì nó còn một cái rất là hay nữa là nó sẽ chỉnh luôn được cái hình thể. Tức là bạn gù hay là bạn lệch vai, hoặc là bạn về cột sống, hoặc là dán đi bằng bất thường, thì đều có thể chỉnh được bằng cái hiệu chỉnh cơ xương khớp. Nó có rất là hay, rất hay ở cái phần mà chỉnh hình thể đó. Cho nên nãy bạn có hỏi là bạn tập gym bị gù, thì nói chung là bên gym người ta không có đủ kiến thức về chỉnh hình thể theo y học, các cái bệnh theo y học, mà chỉ là tập cơ rồi biêu cơ này đó cho cơ thể thôi. Chứ còn chỉnh hình thể thì các bạn hay là khách hàng nên chọn một cái bệnh viện có chuyên môn thì mới chỉnh được cái hình thể. Hay như gù vào cuộc sống cũng vậy. Yeah. À, cũng là một cái hình trạng mất cân bằng cơ. À. Dạ vâng. À, cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của bác sĩ Kelvin. Dạ vâng, thì Như Ý có nhận được một câu hỏi mà Như Ý thấy rất là thú vị, và đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta là luôn quan tâm đến vấn đề này, đó chính là về cái phần bụng của mình đó bác sĩ. Thì có một chị chia sẻ với Như Ý rằng là chị không có bị đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng gì hết, nhưng mà chị đang gặp phải tình trạng là bụng quá to sau khi sinh. Dạ, thì không biết là có cái phương pháp nào ở trung tâm mình có thể tập hoặc là mình có thể điều trị được để giúp cho chị lấy lại cái vóc dáng thon gọn trước khi sinh bé được không ạ? À, xin cho bác sĩ uống ngụm nước trước. Dạ. Như ấy thấy cái vấn đề này chị em phụ nữ rất là quan tâm. Cái bụng á, thì chúng ta phải hiểu hai vấn đề. Tức là có những người phụ nữ người ta không có gọi là nặng ký đó, người ta ký rất là đẹp, 45, 48 ký, 1m6. Tức là ký nó không nặng, nhưng mà cái bụng nó là cái phình ra, đúng nào? Thì khi này không phải là bụng mỡ hoặc là sổ bụng như sau sinh đâu, mà khi này do là khung chậu xoay trước. Có thể là khi sinh
khi mang thai em bé, cái tử cung và em bé nó nặng, nó đè xuống cái khung chậu, làm khung chậu nó xoay trước, thì cột sống nó ưỡn ra, nó phình ra như vậy. Thì khi sau sinh thì có người sẽ hồi phục và có người không hồi phục. Tức là cho dù người ta không hồi phục nhưng mà cái cân nặng người ta trở về bình thường rồi, nhưng mà người bụng ta vẫn phình ra. Nó khác với một trường hợp là sổ bụng, tức là khi mà cái thai to nó cũng vậy, nó gây yếu các cơ thành bụng. Thì khi sau sinh mình không tập phục hồi chức năng. Cái tập phục hồi chức năng cũng là một cái mới mà bác sĩ đem về Phương Châu, cũng chưa bệnh viện nào tập cái vấn đề này. Chúng ta sau sinh chúng ta phải tập phục hồi chức năng để tăng trương lực các cái cơ thành bụng lại, để cho cái hiện trạng sổ bụng nó không còn xảy ra. Và khi đó cái việc mà tách cơ thẳng bụng cũng hay gặp ở phụ nữ sau sinh đó, cũng sẽ được điều trị và được giới hạn tối đa cái việc tách cơ thẳng bụng. Tức là chúng ta điều trị được cái sổ bụng, điều trị được cái tách cơ thẳng bụng. Và cái phục hồi chức năng sau sinh căn bản nó còn giúp, tức là tăng cái độ di động thắt lưng khung chậu, giúp tránh cái đau thắt lưng sau này. Hoặc là chúng ta, nó còn giúp chúng ta tăng cường cái sức mạnh của cơ sàn chậu để giúp hạn chế tối đa cái sự tiểu xóm và sa sinh dục người phụ nữ sau sinh. Tức là ở HMA Phương Châu chúng ta có đầy đủ dịch vụ mà có thể chị em phụ nữ rất là thích, như ý vừa nói, liên quan đến bụng to có thể là hai nguyên nhân như bác sĩ vừa nói đó, yếu cơ hoặc là do tăng trọng lượng hoặc là do khung chậu xoay trước. Chúng ta phải khám và chúng ta phát hiện xem tình trạng như thế nào. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ thì những cái chia sẻ vô cùng là hữu ích cho chị em phụ nữ chúng ta đúng không ạ? Dạ vâng, thì về cái tình trạng mà đau mỏi cổ vai gáy, nó cũng là một cái dấu hiệu để báo hiệu đó là một cái bệnh lý của chúng ta. Nên là qua cái phần chia sẻ tư vấn của bác sĩ Kelvin thì chúng ta cũng một phần nào nhận ra cái điều đó, và mình có thể đến ngay trung tâm của bác sĩ Kelvin để bác sĩ có thể thăm khám trực tiếp và cho một cái phác đồ điều trị cho quý anh chị nha. Dạ vâng, như ý nhận được một câu hỏi của anh Hoàng Thức. Dạ, câu hỏi này cũng rất là hay, xoay quanh về cái việc mà mình gù lưng và cổ rùa, nãy bác sĩ Kelvin có nhắc đến ạ. Dạ, thì anh có nói là anh có thói quen là nằm ngửa ngủ và không có kê gối, thì cái tình trạng này nó có giúp giảm được cái gù lưng và cổ rùa hay không ạ? Và nếu như mà thử thì bác sĩ Kelvin có thể là cho lời khuyên cho anh như thế nào để điều trị cái cổ rùa và gù lưng của anh đang gặp phải? Cái cổ rùa và cái gù lưng là cái biểu hiện lâm sàng đặc trưng của cái hội chứng chéo trên, tức là do cái cơ thân trước nó co mặt lại gây gù lưng như thế này, cái đường chúng ta nhô trước như này cổ rùa ha. Thì cái tình trạng mất cân bằng cơ mà đã xảy ra lâu năm và đã diễn tiến nặng rồi đó, thì chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải hiệu chỉnh nó. Chứ chúng ta chỉ thay đổi tư thế đơn thuần đôi khi là không giúp ích gì nhiều, mà chúng ta bắt buộc phải điều trị nó. Còn việc nằm gối, thường là chúng ta biết là cái cổ chúng ta có đường cong sinh lý ngay cổ, thì nếu mà chúng ta nằm gối thì ở ngoài ta hay bán quảng cáo cái gối là có cái nhô lên ngay cái phần cổ đó, thì nó giúp đỡ cho cái đường cong sinh lý cột sống cổ, thì nó sẽ đỡ mỏi hơn thôi, chứ nó cũng không thể nào cải thiện được cái cổ rùa với là cái gù lưng. Nếu chúng ta đã bị nó lâu năm rồi thì chúng ta chỉ còn cách đi tập và hiệu chỉnh nó thôi. Thì nếu mà chúng ta tập và chúng ta hiệu chỉnh nó về gần như, tức là chưa cần về trạng thái cân bằng như ngày xưa, nhưng về gần cân bằng đó, chúng ta đi được quãng đường 70-80%, thì khi đó chúng ta tác động thêm bằng các cái đai, và chúng ta tác động thêm bằng cái tư thế, và chúng ta tác động thêm bằng cái động tác mà chúng ta vận động thường xuyên, thì nó có thể giúp chúng ta trở về như trước kia. Chỉ còn nếu chúng ta chỉ hy vọng mà chúng ta nằm không mà chúng ta thay đổi được cái gù lưng, thì bác sĩ cũng chưa ai nghe nói là chỉ nằm không mà được điều trị được cái gù lưng. Dạ, thông qua cái phần chia sẻ của bác sĩ thì chắc quý anh chị mình cũng sẽ xem những cái phương pháp đó là một phương pháp dân gian giúp cho cái tình trạng đau mỏi của mình nó sẽ đỡ tạm thời thôi. Chứ mà nếu như quý anh chị muốn chữa tận gốc thì mình có thể là đến trung tâm HMA để mình thăm khám và điều trị nha. Dạ vâng, tiếp theo chương trình đó thì kính thưa bác sĩ Kelvin, thì như ý cũng có nhận được một câu hỏi của một chị khán giả tên là Ngọc Thu. Dạ, chị quan tâm đến là bệnh viện Phương Châu mình có điều trị xương khớp phải không ạ? Bệnh viện Phương Châu thì nổi tiếng về sản khoa, cho nên là khi mà bác sĩ Kelvin về đây là chuyên cái bộ môn cơ xương khớp và phụ chức năng. Thì có nhiều câu hỏi là ngạc nhiên, ủa sao Phương Châu giờ lại chữa cơ xương khớp và điều trị. Thì cũng xin giới thiệu luôn là trước đây là bác sĩ từ Mỹ về, là bác sĩ có một thời gian công tác ở bệnh viện 1A, cho nên là quý vị có thể search trên mạng Google các cái bài của bác sĩ Canh Quy Trình thì sẽ ra rất là nhiều bài, rất nhiều kết quả trên đó liên quan đến việc cơ xương khớp, liên quan đến việc thoát cột sống cổ, đau thắt lưng, thoát vị đệm, nói chung là rất nhiều bài cơ xương khớp của bác sĩ mà quý vị có thể tìm thấy ở trên Google hoặc là trên báo chí. Dạ
Vâng ạ. Qua cái phần chia sẻ của bác sĩ từ nãy đến giờ thì mình cũng thấy các cái nhóm đối tượng như là người dân văn phòng bị tình trạng đau mỏi cổ vai gáy nè, rồi phụ nữ sau khi sanh, và nhóm đối tượng tiếp theo mà quý vị khán giả cũng đang thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay, đó là một câu hỏi của chị Thanh Huyền. Và chị hỏi là cho em hỏi trẻ em 12 đến 14 tuổi thì có chỉnh hình thể, chỉnh dáng được không ạ? Dạ, như xin cảm ơn bác ạ. 12 đến 14 tuổi là một lứa tuổi khá là quan trọng. Tại sao bác sĩ nói là quan trọng? Tại vì đó là lứa tuổi dậy thì. Cho nên là nếu mà các cái vẹo cột sống của chúng ta không chữa ngay ở lứa tuổi này hoặc là sớm hơn nữa thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì khi cột sống nó cong vẹo thì các quý vị hiểu là có một bên nó cong như thế này, tức là trọng lượng nó sẽ nén xuống một bên, đúng không? Nén bên trong, đúng không? Bên ngoài này nó không bị nén. Thì khi mà cái lứa tuổi dậy thì là lứa tuổi mà cơ xương khớp phát triển tối đa, nếu chúng ta không chữa thì cái bên nén này nó sẽ bị nén lại và bên không nén nó sẽ phát triển, nó thành ra một cái đốt sống không phải là hình chữ nhật như ta hình dung nữa, mà đốt sống là hình thang như thế này, đốt sống hình thang này và nhiều đốt sống hình thang này chồng lên nhau thì sẽ ra một cái tật nguyền gọi là khủng khiếp, tức là vẹo cột sống mà càng ngày nó càng nặng lên, tức là rất nguy hiểm. Mà như chúng ta biết là cái vẹo cột sống ở lứa tuổi học đường á, nó sẽ gây một cái trầm cảm cho chính bản thân các em, tức là khi các em có bị dị dạng hình thể đó, các em không được chơi thể thao, các em không được phô diễn, không mặc những bộ đồ đẹp của mình, lứa tuổi của mình, các em sẽ bị trầm cảm và thậm chí có nhiều em muốn tự tử, chứ không phải là chỉ đơn giản là bị mắc bệnh về cột sống đâu. Và khi mà ở những gia đình mà chúng ta để tình trạng này xảy ra thì ngay bản thân ba mẹ cũng mặc cảm là tội lỗi để cho đứa con nó bị như vậy, thì chính ba mẹ cũng trầm cảm luôn. Cho nên cái bệnh vẹo cột sống là một cái bệnh mà chúng ta nên phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt, không thôi nó sẽ để lại di chứng rất là nặng nề cả về thể chất lẫn về tâm lý cho cả trẻ cũng như cả ba mẹ luôn, tức là cả một gia đình trầm cảm nếu chúng ta là để sót những vấn đề này. Mà cái vẹo cột sống thì ở Việt Nam đây thì gần đây cái tỷ lệ này càng ngày nó càng tăng lên, càng ngày nó càng tăng lên, cho nên là quý vị nên lưu ý và dắt con đi khám tầm soát cái vẹo cột sống. Vâng ạ. Thì sau cái phần chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng trong cái việc tầm soát sớm cho con của mình để phát hiện và điều trị sớm thì lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn là chúng ta đã bị rồi và chúng ta sẽ chữa, thì đôi khi nó đã tiến triển đến cái giai đoạn mà chúng ta sẽ hơi khó chữa trị, đúng không ạ? Dạ vâng. Nhân đây cái sự chia sẻ của bác sĩ về việc mà đã tái phát bệnh rồi thì đi chữa, thì có một khách hàng hỏi là như vậy thì cái việc tái cân bằng cơ á bác, thì mình có thể có cái phương pháp nào để mình ngăn chặn, để giảm cái tình trạng mà mình đau mỏi cổ vai gáy hoặc là đau lưng không ạ? Như thế này, tức là cái tình trạng mỏi cổ vai gáy văn phòng, tức là nó không chỉ là xuất phát cái tình trạng mất cân bằng cơ không, mà do tình trạng ít vận động nữa, thì chúng ta có thể hạn chế nó bằng cách là chúng ta cứ ngồi tại 1 đến 2 tiếng, chúng ta đứng dậy chúng ta vận động, mà chúng ta vận động những cái động tác mà đối kháng với những cái tư thế chúng ta ngồi. Chẳng hạn như chúng ta ngồi như thế này, chúng ta sử dụng các cái cơ trước nó cứng, nó co lại. Thì khi chúng ta vận động, chúng ta phải tập các cái cơ đằng sau, chúng ta vận động các cơ đằng sau lưng để chúng ta đối kháng lại các cơ đằng trước, thì phần nào nó sẽ giúp cho chúng ta tái lập cân bằng, thì giúp cho chúng ta là hạn chế cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hoặc là hạn chế tình trạng phát triển bệnh. Nhớ tập đối kháng. Hoặc là chúng ta đi bơi, thì chúng ta đi bơi chơi thể thao thì chúng ta phải chọn môn, không phải là em bơi ếch hay em bơi sải. Em thì không biết bơi rồi. Đó. Yeah. Hoặc là chúng ta đi bơi, chúng ta bị cổ vai gáy mà chúng ta bơi ếch thì chúng ta bơi bướm, chúng ta cứ ầm ầm như thế này, là chúng ta lại tập cho các cơ đằng trước nó mạnh hơn nữa, nó co ngắn lại nữa. Thì tình trạng này nó sẽ trầm trọng thêm cái mất cân bằng cơ. Và các bạn nên nhớ là khi mà tình trạng mất cân bằng cơ nó trầm trọng thì nó có thể kèm theo cái bó hẹp lồng ngực, nó khó thở nữa, khó thở tư thế, tức là chúng ta đứng, chúng ta ngồi nó khó thở, chúng ta nằm xuống chúng ta thấy dễ thở. Và cái bó hẹp lồng ngực này đối với phụ nữ nó sẽ xấu nữa, tức là chúng ta phụ nữ chúng ta hay tự hào có cái ngực tấn công, đúng không, có cái bệ ngực đưa ra thu hẹp, bó hẹp này thụt vào trong cái này nó mất cái vẻ đẹp của người phụ nữ, vai thì nó cong ra trước này, lưng thì gù, đầu nhô này sẽ rất là xấu. Cho nên đối phụ nữ thì cái việc chỉnh hình thể này sẽ giúp, không những là giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật, giúp chúng ta giảm đau mà còn được đẹp luôn, là làm đẹp luôn, đúng không nào, được làm đẹp luôn đó. Mà người ta nói là nhất dáng nhì da, thì bác sĩ thấy là ở cả Việt Nam này đa phần là toàn là lo da, nhưng mà chỉnh dáng thì bây giờ là lại có bác sĩ Calvin chỉnh, đúng không, HMI chỉnh dáng,
mà nhất giá nhì da, mọi người chỉ lo da, chỉ có mình bác sĩ Cam Minh Trình là lo giá thưa quý vị. Dạ vâng ạ. Thì sau cái phần chia sẻ của bác sĩ Kevin ngày hôm nay thì quý vị đang theo dõi chương trình, mình có thể là share livestream về trang cá nhân của mình hoặc là share rộng rãi đến người thân của mình để có thể biết đến trung tâm HMA. Thì hiện tại ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta cũng có một cái đơn vị để chỉnh hình thể cũng như là sẽ có cái phần chăm sóc sức khỏe, chăm sóc hình thể vóc dáng sau sanh cho chị em phụ nữ nữa. Dạ vâng, rất là nhiều đối tượng ở trung tâm có thể là áp dụng cái phương pháp điều trị phù hợp cho mình khi mà mắc phải ạ. Dạ, thì Như Ý cũng có nhận được một câu hỏi của chị tên là Trang Mướm. Dạ, chị chia sẻ là bác sĩ ơi, em bị đau mỏi cổ vai gáy rất là lâu rồi, nhưng mà hiện tại là em đang trong quá trình mang thai. Vậy thì mình có cái phương pháp nào mà để giúp cho em mau khỏe hay không ạ? Dạ vâng, chắc Như Ý xin kính mời bác sĩ Kevin ạ. Thì vấn đề mà mang thai á, thì khi chúng ta có thêm một em bé tức là chúng ta thay đổi cái cân bằng cơ tại vùng cơ thân dưới, thì cũng có thể nó làm trầm trọng thêm cái mất cân bằng cơ vùng thân trên, tức có thể trầm trọng thêm cái đau cổ vai gáy. Thì cái vấn đề chữa trị thì nó cũng như chữa trị một người không mang thai thôi, tại vì cái vấn đề này nó không có gì dùng thuốc hay dùng xâm nhập về cơ thể cả, vẫn đi tập cân bằng cơ. Cho nên người mang thai, phụ nữ mang thai vẫn có thể đến khám và tập chữa trị cổ vai gáy này tại trung tâm như một người bình thường, nó không bị giới hạn của vấn đề mang thai. Và thậm chí là bác sĩ nói thêm là khi mà chúng ta mang thai đó thì cái trọng lượng cơ thể nó đổ ở phía trước thì cột sống thắt lưng sẽ tăng ưỡn, cho nên là không những đau cổ vai gáy đâu mà rất nhiều chị em khi mang thai có những cơn đau thắt lưng rất là khủng khiếp ha. Thì đến trung tâm chúng ta cũng có thể, thứ nhất là điều trị giảm đau không dùng thuốc, không sợ ảnh hưởng đến cái thai. Thứ hai là chúng ta sẽ có những bài tập tái lập cân bằng và để hỗ trợ các cái cơ để đối lập với cái tình trạng đó, để hỗ trợ cho các bà mẹ bớt đau ha, duy trì được cái sức khỏe để chúng ta có một cái kỳ chuyển dạ được như ý. Dạ vâng ạ. Thì cho Như Ý xin phép hỏi là bác sĩ, hồi nãy giờ mình có nhắc đến cái việc điều trị. Dạ, thì cũng có nhiều chị sẽ quan tâm rằng là cái việc điều trị này nè, thì nó sẽ mất thời gian bao lâu đối với trường hợp cái phác đồ điều trị để mình có thể là khỏi hẳn luôn cái triệu chứng là đau mỏi cổ vai gáy của mình nè. Thì cái điều trị này thì nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng từng người. Nhưng mà thông thường chỉ khoảng là 2 buổi là chúng ta đã bớt đau ngay rồi. Nhưng mà chúng ta cần tới 20 buổi để chúng ta tái lập cân bằng cơ. Tại vì thưa là cái cân bằng cơ của quý vị nó không phải xảy ra trong 1-2 tuần vừa rồi, mà nó thậm chí nó xảy ra trong 10-20 năm vừa rồi quý vị. Tức là ví dụ hôm nay quý vị 30 tuổi thì không phải là mất cân bằng cơ nó xảy ra 2 tuần trước, mà là cái tư thế ngồi quý vị có thể là từ năm 10 tuổi quý vị đã dùng điện thoại, quý vị đã bấm cái này nó ngồi đấy rồi nó mất cân bằng cơ. Hôm nay nó chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi. Và chúng ta điều trị 20 ngày là đôi khi là còn ít á, nhưng mà dù sao nó sẽ mang lại kết quả tích cực và sẽ có các cái động tác hướng dẫn cho quý vị về điều trị thêm. Nhưng mà trước khi điều trị thêm thì chúng ta phải tái lập cơ được phần nào đó, chúng ta phải vượt qua được quãng đường 50-60% thì chúng ta mới đi tiếp được. Còn chúng ta mới điều trị được 3-4 buổi thôi mới bớt đau, thường ở Việt Nam như vậy, tức là đến vì đau mà bớt đau là không quan tâm nữa. Nhưng mà thật ra đây là cái sai lầm, cái bệnh nó vẫn tiến triển, chỉ là bớt đau giống như chúng ta nói là chữa phần ngọn cơ nó chỉ giãn thôi, nó chưa có tái lập cân bằng cơ. Thì chúng ta phải kiên nhẫn tập tiếp để tái lập cân bằng cơ. Thì khi đó thì nó mới trị tận gốc được. Chứ còn mà mới đau 1-2 hôm là cũng bớt đau thì quý vị cũng bỏ ngang, thì như vậy nó sẽ không có giúp chúng ta chữa trị được cái gốc, mà cũng lại giống như trung tâm khác là chỉ chữa được cái phần ngọn, bớt đau rồi 2-3 hôm rồi quý vị ngưng một thời gian sau nó lại đau lại, giống như trường hợp của em. Yeah. Đúng này. Thành ra thì nếu chúng ta quan tâm sức khỏe thì chúng ta phải chữa cái ngọn, đồng thời chúng ta chữa luôn cái gốc, thì chúng ta sẽ giữ được cái sức khỏe lâu dài và bệnh nó sẽ không tiến triển tới những cái thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đệm. Đó, khi mà chúng ta bước mắc những cái đó thì đôi khi là nó một cái mà việc nó trầm trọng hơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại là về cái phác đồ điều trị cũng như là đối với là phụ nữ mang thai mà đang có cái tình trạng là chúng ta bị đau nhức nè, rồi chúng ta sẽ khó chịu ở vùng cổ vai gáy hoặc là ở phần lưng của mình á, thì mình có thể đến ngay trung tâm để bác sĩ Kevin có thể thăm khám và chia sẻ cái phác đồ điều trị phù hợp cho cá nhân của mỗi quý anh chị nha.
Dạ vâng, thì hiện tại hồi nãy bác sĩ Kim Biên chia sẻ cũng đã có nhắc lại rất là nhiều lần về những cái bài tập cơ bản. Thì chắc ngày trong chương trình ngày hôm nay luôn thì Như Ý cũng xin phép giới thiệu là bác sĩ Kim Biên sẽ hướng dẫn cho chúng ta khoảng 5 động tác cơ bản để mình có thể chữa trị về cái việc đau mỏi cổ vai gáy, và có thể là về cái việc mà hồi nãy giờ quý anh chị đang quan tâm là về việc gù lưng. Dạ, thì bác sĩ sẽ hướng dẫn thông qua cái phần thực hành của khách mời ngày hôm nay là anh Trí. Dạ vâng, thì quý vị ơi, mình theo dõi tiếp theo chương trình để mình được xem những cái phần thực hành để chúng ta thực tập những cái bài tập cơ bản này tại nhà. Thì bài tập này nó cũng sẽ ngắn và giúp cho chúng ta có thể là mình sẽ phục hồi lại một phần nào trong quá trình mà mình bị đau mỏi cổ vai gáy, và đặc biệt là đối với dân văn phòng ngày nay, dạ mình có thể thực hành tại ngay cơ quan của mình luôn. Dạ, thì những cái bài tập vô cùng đơn giản nha. Dạ vâng, thì hiện tại là sau khi mà bác sĩ Kevin chia sẻ thì ngày hôm nay, thì khi mà quý vị tham gia chương trình live stream ngày hôm nay nha, thì mình sẽ biết thêm được những cái thông tin hữu ích, và bên cạnh đó nữa mình sẽ có cái phần là voucher ưu đãi khi mà mình đăng ký thăm khám tại HMA. Thì hiện tại trong trung tâm sẽ có chương trình giảm giá ưu đãi 300.000 chi phí khám, và khi mà mình đăng ký là chỉ phí khám giảm còn 100 thôi, nên là quý anh chị mình có thể đến ngay trung tâm HMA để mình được đăng ký dịch vụ để mình thăm khám, để tầm soát những cái bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể của mình à. Dạ vâng, ngay sau đây thì chắc mình sẽ theo dõi cái bài tập 5 động tác cơ bản mà bác sĩ Kevin sẽ hướng dẫn cùng khách mời nha. Trước tiên mà khi đi vào bài tập thì bác sĩ xin chia sẻ đây là những bài tập giãn cơ giúp cho quý vị có thể là bớt hoặc là giảm cái tình trạng đau căng mỏi cổ vai gáy. Thì đây nó cũng không có thể là một cái bài tập mà có thể là giúp cho vị là chữa được cái hình thể gù lưng hay là cổ rùa ngay đâu, nhưng mà đây là những cái bài tập mà giãn cơ giúp cho chúng ta có thể là hạn chế tình trạng đau căng mỏi cổ vai gáy hàng ngày, là chúng ta có thể áp dụng nó dễ dàng trên văn phòng, trên cái ghế ngồi của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thứ nhất là chúng ta di động cái khớp vai, thì chúng ta để hai bàn tay lên khớp vai, chúng ta bắt đầu di động khớp vai theo chiều kim đồng hồ đó. Chúng ta làm cái này khoảng 10 lần cho đến 20 lần ha. 10 lần đến 20 lần chúng ta di động khớp vai theo chiều kim đồng hồ như thế này đó. Và sau đó chúng ta sẽ di động theo chiều ngược lại đó. Cũng từ 15 đến 20 lần quý vị nha, chúng ta di động một cách thoải mái thôi ha. Rồi chúng ta có thể từ từ chúng ta tăng lên bằng cái biên độ khớp, càng ngày cái di chuyển khớp vai nó càng rộng ra, nó càng le ra như thế này ha. Rồi sau động tác này thì chúng ta đến một động tác thứ hai, chúng ta giãn các cái cơ vùng sau vai ha. Chúng ta có thể đưa một cái tay ra trước như thế này, và chúng ta đưa sang ngang như thế này, và chúng ta dùng cái tay còn lại, khuỷu tay còn lại chúng ta kẹp như mình này. Nếu quý vị thấy cái vai của mình đang rất là căng thì chúng ta đã làm đúng, và chúng ta giữ động tác này trên 30 giây để có kết quả, và chúng ta có thể lặp lại 3 lần cho mỗi vai ha. Đó, chúng ta giữ, và chúng ta có thể tăng cái độ giãn cơ mà chúng ta càng ngày chúng ta càng ép sát nào. Rồi, chúng ta đổi tay, chúng ta đưa cái tay bàn tay lên đối diện ha. Đấy, chúng ta cũng ép sát cái cơ vào. Chúng ta nhớ là chúng ta để cái tay ép này vào ngay cái khuỷu này thì chúng ta sẽ ép được cái tay chúng ta cần ép sát vào lồng ngực. Nhưng khi chúng ta để đây, chúng ta ép như này là nó chặt ha. Chúng ta phải để từ cái khuỷu như thế này, chúng ta sẽ ép sát được vào lồng ngực. Càng sát hay càng tốt quý vị nha. Chúng ta cũng để trên 30 giây. Rồi. À, xong, đây là hai cái động tác giúp chúng ta di động cái khớp vai và giãn cái cơ vùng vai. Và chúng ta sẽ đến ba động tác chúng ta sẽ giãn cái cơ vùng cổ. À, trước tiên giãn cơ vùng cổ thì chúng ta sẽ để tay trái vào cái mép ghế chúng ta đang ngồi ha. Và chúng ta để cái tay phải vòng lên cái đầu. Chúng ta vẫn nhìn thẳng ra phía trước, và chúng ta kéo cái đầu ở bên phải ha. Động tác này sẽ giúp chúng ta giãn cái cơ nâng vai. Chúng ta kéo căng, và cái tay chúng ta vẫn giữ cái mép ghế, kéo cái vai xuống. Cái điều này giúp chúng ta giãn cơ nó hiệu quả hơn. Đây, chúng ta cũng để cho 30 giây nha. Rồi, xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái cơ thứ hai của vùng cổ bên đây. Chúng ta cũng nghiêng đầu về bên phải như thế này. Và chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn, mắt chúng ta nhìn xuống cái gối, chéo xuống như thế này.
và chúng ta cũng kéo về phía trước và phía dưới nha. Hồi nãy chúng ta chỉ kéo ngang thôi, bây giờ chúng ta kéo về phía trước và phía dưới. Xin lỗi, chúng ta kéo về phía trước và kéo phía ngang, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái cơ vùng sau cổ chúng ta rất là căng, đúng không nè. Chúng ta cũng duy trì trên 30 giây. Rồi, sang một cái cơ nữa, lại cơ ức bằng chuẩn ha. Chúng ta cũng bắt đầu, chúng ta giữ cái tay ở mép ghế ha. Chúng ta cũng nghiêng cái đầu ở bên phải. Và chúng ta bắt đầu xoay cái mặt ra về phía đối diện. Và chúng ta bắt đầu kéo ra phía sau và ra nghe. Xéo ra phía sau và ra nghe như thế này. Chúng ta sẽ thấy cái cơ ức bằng chuẩn nó giãn. Và chúng ta cũng để động tác này trên 30 giây. Và chúng ta cũng sẽ lặp lại 3 lần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái cơ bên đối diện ha. Chúng ta để cái tay phải ở xuống cái mép ghế. Và chúng ta để cái tay trái lên cái đầu. Cái đầu chúng ta vẫn nhìn thẳng nha. Và chúng ta sẽ kéo cái đầu ngang về phía bên trái. Chúng ta kéo làm sao mà chúng ta thấy cái cơ cổ nó căng lên là đúng cái đó. Chúng ta để cho 30 giây nha. Rồi xong, chúng ta làm động tác này 3 lần. Và chúng ta thực hiện tiếp cái cơ thang trên. Chúng ta cũng để ngang. Và chúng ta sẽ nhìn xuống cái chân, nhìn xuống cái gối ở bên trái. Và chúng ta sẽ kéo cái đầu chúng ta sang bên trái và ra trước như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy cái cơ vùng cổ sau chúng ta rất là căng. Như vậy là đúng rồi đó. Chúng ta cũng để động tác này trên 30 giây. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp cỡ lần chuẩn. Chúng ta cũng nghiêng đầu bên trái như thế này. Và chúng ta sẽ xoay đầu chúng ta nhìn sang phía bên phải. Và chúng ta kéo cái đầu sang bên trái và ra sau. Chúng ta cũng để trên 30 giây. Rồi, thì tất cả cái động tác này chúng ta đều lặp lại 3 lần. Mỗi động tác 3 lần nha. Dạ. 3 cơ là 9 động tác nha. 9 lần. Và một động tác cuối cùng chúng ta có thể làm là chúng ta đưa hai ngón tay lên cầm. Đưa hai ngón tay lên cầm. Và chúng ta giữ cái tầm nhìn thẳng. Chúng ta không có ngửa đầu sao. Chúng ta để cái đầu thẳng. Và chúng ta đẩy hẳn cái đầu ra sao. Trên 30 giây. Động tác này có mất tên rất là hay, tức là tiếng Anh gọi chin tuck, tức là đồng nghĩa với cầm. Cái động tác này chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ thấy cái cột sống ngực chúng ta có cái giãn cơ ở cột sống ngực và giãn ở cột sống cổ. Và chúng ta cũng lập động tác này 3 lần. Và nếu như chúng ta có điều kiện thì cứ 2 tiếng chúng ta tập 1 lần. Yeah. Nha. Tức là sáng chúng ta tập 2 lần, chiều chúng ta tập 2 lần. Và nếu chúng ta thực hiện được đều đặn như vậy thì cái cơn đau căng mỏi cổ vai gáy rất khó đến với quý vị. Đúng không nè? Thì chúc quý vị thành công. Đây là những cái động tác đơn giản nhất mà bác sĩ có thể hướng dẫn và giãn cơ giúp quý vị bớt cái tình trạng đau căng mỏi cổ vai gáy và thực tập ngay tại ghế ở trong văn phòng của mình. Xin cảm ơn và chào quý vị. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại chúng ta từ đầu đến giờ chúng ta cũng đã đi qua rất là nhiều nội dung trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Thì hiện tại ngày hôm nay là chúng ta sẽ có những cái phần cập nhật kiến thức bổ sung về bệnh đau mỏi cổ vai gáy và đặc biệt là bệnh đau lưng. Dạ. Và thông qua cái phần bài tập hướng dẫn của bác sĩ Kelvin hướng dẫn 5 động tác cơ bản để chúng ta có thể tập luyện và rèn luyện tại nhà. Thì quý anh chị mình có thể là tập ngay tại nhà hoặc là mình có thể tập ở văn phòng và
vẫn được à? Dạ, dạ vâng, thì do thời lượng chương trình ngày hôm nay cũng có giới hạn, dạ thì chắc như ý cũng xin mời bác sĩ Kelvin sẽ cho một số cái lời khuyên hữu ích dành cho quý vị đang theo dõi chương trình live stream trực tuyến ngày hôm nay. Sẽ có những cái phương pháp nào để mình có thể ngăn chặn cái việc đau lưng, đau mỏi cổ, vai gáy? Dạ, như ý xin kính mời bác sĩ ạ. Thì như chúng ta tức là cái tình trạng này đa phần 90% là do cái hiện tượng mất cân bằng cơ xảy ra. Thì chúng ta phải hạn chế tình trạng mất cân bằng cơ. Thứ nhất là chúng ta phải hạn chế các cái tư thế xấu để cho cơ thể nó không thích nghi được với tư thế xấu đó, thì sẽ dẫn đến hạn chế tình trạng mất cân bằng cơ. Thứ hai là chúng ta tăng cường cái sự vận động, mà đặc biệt các cái sự vận động đối kháng với lại các cái việc mà mất cân bằng cơ. Thì nếu chúng ta làm được hai việc này thì chúng ta sẽ duy trì được một cái sức khỏe cuộc sống khá là khỏe mạnh trong một thời gian khá là dài và rất là khó đi gặp bác sĩ nếu chúng ta làm tốt vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì lối sống không lành mạnh, chúng ta tư thế xấu, chúng ta lười vận động thì chúng ta sẽ mau đi gặp bác sĩ cho các vấn đề này ha. Cho nên là bác sĩ thì không phải là muốn đông bệnh nhân đâu, nhưng bác sĩ chúc quý vị là luôn có một cái sức khỏe tối ưu. Nếu chúng ta quan tâm đến sức khỏe, chúng ta thực hiện nó hàng ngày thì sẽ giúp được quý vị rất là nhiều trong cái việc mà hạn chế các cái việc mà đi khám và chi phí này kia ha. Thì xin chúc quý vị có một cái buổi tối thật là vui vẻ và có một sức khỏe thật là dồi dào. Dạ vâng ạ, Như Ý rất cảm ơn những lời chia sẻ rất là hữu ích, những kiến thức mang lại rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn bác sĩ Kelvin. Dạ vâng, thì hiện tại giống như ban nãy Như Ý có nhắc là hiện tại là ở trung tâm HME vẫn đang có chương trình ưu đãi là giảm 300.000 phí khám chuyên sâu tư vấn cùng bác sĩ. Thì quý vị nào hôm nay theo dõi live stream mà mình đang có những cái tình trạng là đau lưng, mỏi cổ, vai gáy thì mình có thể đến ngay trung tâm để đặt lịch thăm khám để mình được nhận ưu đãi này nha. Dạ vâng, vì thời lượng chương trình có giới hạn nên Như Ý cũng xin phép thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn bác sĩ Kelvin cũng như là anh Trí ngày hôm nay đã có cái phần chia sẻ giao lưu rất là thú vị, giúp quý vị cung cấp thêm những kiến thức hữu ích về cái việc mà mình đau lưng, mỏi cổ, vai gáy và cách điều trị tận gốc hay là chữa tận ngọn như thế nào thì đã được giải đáp trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Dạ, thì để trước khi kết thúc chương trình thì Như Ý cũng xin gửi lời chúc đến quý vị đang theo dõi live stream ngày hôm nay có một buổi tối ấm áp vui vẻ bên gia đình. Dạ, và Như Ý xin trân trọng kính chào ạ. Xin cảm ơn.